Đây nhà quan các bạn. Nhà chắc bỏ lâu rồi, không thấy ai ở luôn. Khám phá nhà quan các bạn. Các bạn ơi, đây cái nhà quan các bạn. Hello chào bạn, hôm nay khám phá nhà quan này các bạn. Nhìn nhà, đi ngang qua thấy cái nhà này không ai ở các bạn. Đừng nhìn đây, nhìn không thấy ai hết. Không biết ngôi nhà này bỏ lâu chưa, vô nghe lạnh lạnh các bạn ơi. Nhìn qua cửa sổ các bạn, có mình con không dám vô các bạn, ở ngoài. Nhà này không biết bỏ lâu chưa. Không dám vô cả. Tại con mình không dám vô. Có gì mà như lắc lắc cắt cắt có mình nhân vô qua này bỏ cũng lâu lắm các bạn, có mình tôi không nhân vô về quá. Đứng ngoài quay nhà này bỏ lâu lắm, mấy chục năm rồi chứ không biết bao lâu nữa bạn. Nghe thấy vô cây cỏ mọc này chắc bao lâu lắm rồi bạn. Nghe nó ốc giật gà luôn mà. Đừng nghe thấy nó ốc luôn. Nó quay ra trích lời câu hỏi gì các bạn.